Không hiểu sao mà cứ khoảng độ tầm 10 đơn ở vòng gỗ Hoàng Đàn bán ra thì đã có khoảng độ tầm 4 đến 5 đơn là các bác khách ở trong Sài Gòn mua. Theo tôi thì cũng có thể có nhiều những cái lý do khác nhau. Ví dụ như là các bác đấy chưa từng được biết đến cái hương thơm của gỗ Hoàng Đàn, cho nên khi ngửi thì cảm thấy sướng hơn. Và thứ hai là ở trong đó nó không có cái loại gỗ này, cho nên là cũng là một cái sự tò mò để các bác đấy yêu thích. Và cái thứ ba quan trọng hơn là cũng có thể là do điều kiện thời tiết ở trong đấy nó rất là nóng, nên các bác ấy lại rất là thích là hưởng thụ một chút cái tuyết ở trên cái gỗ này để cho cái không gian nó mát mẻ hơn, cho cảm giác ở trong người mình nó dịu nhẹ hơn. Chính vì như thế cho nên là có những cái vòng 120 hay là 200 hay là thậm chí là có những cái đôi 3 triệu, 5 triệu mà vẫn có rất nhiều người hỏi và nhờ chúng tôi đi tìm. Thành ra là tôi nghĩ là chắc là các bác ở trong Sài Gòn rất là yêu thích những cái dòng gỗ thơm ở miền Bắc mới có như này, đặc biệt là gỗ Hoàng Đàn Tuyết Lạng Sơn.